Nãy giờ bấm quay cái clip này, nay là lần thứ 3 rồi. Không biết là có bị fail nữa không. Nãy bấm đi xong rồi mới biết là chưa bấm quay. Đây là cái một cái con phố ở nhà. Ui, cái cô kia chạy bóp còi dữ vậy. Đây là đường gì ta? Đây là đường Trần Phú ở khu phố cổ Hội An. Wow, đường toàn là nhà cổ thôi, mà chắc cái màu chủ đạo chủ yếu của ở đây chắc là cái màu vàng, màu cam gì đó, giống cái màu xưa của bưu điện thành phố. Mà trong bưu điện thành phố không biết tại sao vậy, sơn lại cái màu chói thấy ghê quá. Đường đông, cũng đường này cũng nhiều người đi, có xích lô chạy trong này. Phía đối diện cái đường bên này, bên kia cái Trần Phú là một cái đường văn hóa Việt Nhật, nên mình sẽ thấy xuất hiện ở đây là người Nhật rất là nhiều, và có người Trung Quốc nữa, rồi có nhiều người ở châu Âu, người phương Tây, rồi người Việt, người Việt sợ có ít hơn nữa. Nếu mà người đi xe máy ở đây thì chắc chắn là người Việt rồi. Nãy thấy có mấy ông mà mặc cái áo thun mà kéo cái áo lên tới vú là biết chắc chắn là ông Trung Quốc rồi. Một cô ninja đạp vừa mới cắt ngang hai anh xăm mình. Đi gần cô ninja đạp căng thẳng quá. Đây có nhiều người mặc áo dài cho bình Hội An, chắc là đúng chuẩn luôn rồi. Mấy bữa nữa đâu Huế chắc cũng thấy nhiều người mặc áo dài. Ở đây người châu Âu với người phương Tây nhiều lắm. Ở đây có cho thuê xe đạp nữa. Hồi nãy thấy gì one buy gì, một đô trên một chiếc gì đó, không biết là thời gian bao lâu. Mình đi hết cái đoạn đông nhất của cái đường Trần Phú. Có nhiều người Tây, người ta mặc mua cái áo dài truyền thống, người ta mặc có cái khu cho thuê trang phục truyền thống của Nhật hoặc là của Việt Nam nữa. Ở đây là đi ngang qua là chợ Hội An. Chợ Hội An có một cái, không biết sao là nó có một cái khu này, đi thêm một xíu nữa lại thấy một cái chợ Hội An nữa, không biết cụ thể ra sao. Cái này là cái gì đây? Tiếng Nhật không biết gì. Hải Nam Hội Quán, tiếng Nhật tiếng Trung gì đó, nhìn sơ qua không để ý. Tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 và quốc tế 1 tháng 5 bất diệt. Rồi, đi hết cái đoạn đông nhất của cái đường Trần Phú rồi. Đây là đường gì? Đường gì? Cái này có nhiều nhà người ta xây mới lắm, nhưng mà người ta vẫn giữ cái phong cách cổ xưa xưa. Đôi khi chắc là cái nhà cũ của người ta nó sập sệ quá rồi người ta mới xây mới thôi. Rồi, ok. Ngày 7 tháng 7.